Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe SUV 7 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Toyota Fortuner, phiên bản V2.7 máy xăng, số tự động, một cầu, màu bạc. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là rất đẹp và nguyên bản. Không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản, không lỗi gì và còn rất mới. Chúng tôi đang bán chiếc xe này với giá là 475 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe SUV 7 chỗ gầm cao này, thì hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh mà quý vị đang xem đấy ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang xem video xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.
thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Fortuner 2015 số tự động một cầu, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Vậy nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe SUV 7 chỗ gầm cao này, thì hãy vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh mà quý vị đang xem. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang xem video xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.